Người trong môn nghề, ngành kinh tế có gì, cuốn sách hướng nghiệp ngành kinh tế đầu tiên của Spiral Room. Nếu các bạn muốn biết ngành kinh tế có gì thì bọn mình có đặt đường link mua hàng ở dưới phần mô tả. Hãy tự tìm cho mình câu trả lời riêng nhé. Ngày nay, bên cạnh công nghệ thông tin, kinh tế là một trong những ngành hấp dẫn nhiều bạn trẻ. Phi thương bất phú, mọi người lờ mờ suy nghĩ để giàu có phải làm kinh tế. Nhưng cụ thể, làm kinh tế là làm gì? Và học kinh tế là học gì? Ra trường chọn công việc gì? Nhiều người cho rằng làm kinh tế là khởi nghiệp, mở công ty hoặc buôn bán một sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, đó chỉ là một mảng nhỏ. Thực tế, lĩnh vực kinh tế rất rộng và có nhiều cơ hội, khác với các ngành khoa học mang tính đặc thù rất rõ, đòi hỏi nhiều phẩm chất, năng lực đặc biệt như những ngành nghệ thuật hay các ngành mang tính chuyên môn sâu về một lĩnh vực cụ thể, ngành y, ngành kỹ thuật. Ngành kinh tế có thể dung nạp được hầu hết mọi người, từ những người có thiên hướng yêu nghệ thuật, sáng tạo, những người thích làm chuyên môn, say sưa nghiên cứu, cho tới những người có tấm lòng nhân ái, bao đồng, luôn trăn trở về các câu hỏi. Tại sao người này thì giàu, người kia thì nghèo, người này làm gì thì tốt, làm gì thì không? Và có lẽ, chung nhất, ngành kinh tế phù hợp với những người trằn trọc với câu hỏi làm thế nào để hiệu quả hơn, tốt hơn, đem lại nhiều giá trị hơn, giúp cuộc sống của con người ngày một tốt đẹp hơn. Học kinh tế là học gì? Ra trường sẽ làm gì? Kinh tế là khái niệm khá rộng, chỉ các hoạt động của con người liên quan đến việc tạo ra, lưu thông, trao đổi, tiêu dùng hàng hóa dịch vụ, phục vụ cho các hoạt động sinh sống của con người. Nói đơn giản, kinh tế có nghĩa là dựa vào nguồn tài nguyên sẵn có và hạn hẹp, con người tìm cách trả lời các câu hỏi sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào. Trong đào tạo, khái niệm kinh tế bao trùm tất cả các ngành liên quan tới khía cạnh quản lý, tổ chức hoạt động kinh tế ở phạm vi vĩ mô toàn bộ nền kinh tế và ở phạm vi vi mô của từng tổ chức, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Học kinh tế về bản chất là học các mối quan hệ trong quá trình triển khai hoạt động kinh tế của con người, mối quan hệ giữa các tổ chức với nhau, mối quan hệ giữa những cá nhân, các bộ phận trong một tổ chức, mối quan hệ giữa tổ chức với khách hàng, cộng đồng, v.v. Do quan hệ giữa các thành phần này đa chiều, phức tạp nên việc đào tạo ngành kinh tế rất quan trọng, bao gồm phổ kiến thức sâu rộng thuộc nhiều ngành đào tạo, có thể chia thành 3 nhóm đào tạo chính. 1. Nhóm kinh tế, Economics, liên quan đến hoạt động kinh tế ở tầm vĩ mô. 2. Nhóm ngành quản trị, Business, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Và 3. Nhóm ngành công cụ hỗ trợ cho hoạt động quản lý, vận hành nền kinh tế chung và các tổ chức sản xuất kinh doanh cụ thể. Ngoài việc học sâu về kiến thức của từng chuyên ngành, người học sẽ được học các mảng kiến thức chung, nền tảng tổng quát liên quan tới kiến thức cơ bản của cả 3 nhóm nêu trên. 1. Nhóm ngành kinh tế. Nhóm ngành kinh tế học sâu về kiến thức, về cơ chế vận động trên phương diện của toàn bộ nền kinh tế. Một nền kinh tế phát triển lành mạnh sẽ tạo ra những hệ thống quản lý thông qua các công cụ điều tiết về chính sách, luật lệ, đảm bảo các tổ chức kinh doanh được hoạt động trong môi trường lành mạnh, phát huy nguồn lực hiệu quả, tạo ra những giá trị tốt, đáp ứng nhu cầu xã hội một cách hài hòa, cân đối. Có thể hình dung ngành kinh tế là ngành tạo ra cơ sở hạ tầng trong giao thông, bao gồm đường xá và hệ thống giám sát, hướng dẫn, điều khiển để các phương tiện chính là các đơn vị sản xuất kinh doanh riêng lẻ có thể lưu thông tới đích an toàn, nhanh chóng, hiệu quả nhất. Nếu cơ sở hạ tầng giao thông không tốt, dễ xảy ra xung đột, va chạm hoặc khiến người tham gia lạc lối, quá trình lưu thông tốn kém, thậm chí không xác định được đích đến. Người học kinh tế sẽ được trang bị kiến thức để có cái nhìn về toàn bộ hoặc từng mảng hành động, từ đó có khả năng phân tích chính sách hay các công cụ tác động tới sự phát triển của nền kinh tế. Vì thế, ngành kinh tế là ngành định hướng, mở đường, đưa ra chính sách, điều tiết cuộc chơi chung để các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động phối hợp nhịp nhàng. Các bạn học ngành này sẽ phù hợp với công việc trong cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế như các bộ, ban, ngành, các cơ quan nghiên cứu hoặc các công ty, tập đoàn lớn cần chuyên gia phân tích kinh tế vĩ mô để hoạch định chiến lược, chính sách phát triển. Ngành này cần người học có năng lực mạnh về tính toán cũng như khả năng phân tích tổng hợp tốt, tính chất công việc mang tính chuyên môn cao. Một số ngành cụ thể trong nhóm này như kinh tế học, kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế, kinh tế đối ngoại, v.v. 2. Nhóm ngành quản trị.
Đây là nhóm ngành khá phổ biến và hot vì đào tạo ra người quản lý trong các tổ chức. Cơ hội làm việc thường rất lớn do tất cả các đơn vị kinh doanh đều có nhiều vị trí cho người học ngành này. Các ngành cụ thể trong nhóm này bao gồm quản trị kinh doanh, marketing, kế toán, nhân sự, tài chính. Tức là các khía cạnh quản trị cho hoạt động của một tổ chức nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn lực hạn hẹp có hiệu quả, tạo ra giá trị gia tăng lớn, đồng nghĩa với lợi nhuận lớn, đồng thời giúp tốc độ tăng trưởng và sự phát triển bền vững đi theo hoạch định chiến lược của tổ chức. Ngành học cũng rất đa dạng, có thể dung nạp người học mới với đa dạng thiên hướng từ người thích sáng tạo, ngành truyền thông, marketing cho đến người ham mê với các con số, công cụ phân tích, kế toán, tài chính, kiểm tra, kiểm toán và cả những người có thiên hướng làm lãnh đạo, có cái nhìn tổng thể, quản trị kinh doanh hay quan tâm sâu sắc tới con người, quản trị nhân sự. 3. Nhóm ngành công cụ. Nhóm ngành công cụ có thể kể tới thống kê, toán kinh tế, xử lý thông tin hoặc tin học kinh tế, đào tạo ra các cán bộ chuyên môn, cung cấp các công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý. Thông thường, các ngành đào tạo này không được coi như là những ngành hot. Thực tế đây là các ngành học mang tính chuyên môn cao. Nếu được đào tạo bài bản và học tốt, bạn sẽ có lợi thế vì ít nơi nào đào tạo được. Nó mang tính chuyên môn sâu, không dễ dàng tự học như một số ngành về quản trị hay dễ dàng tìm kiếm nơi để học thêm ở các khóa học trong hoặc ngoài nhà trường như kế toán, tài chính, tiếng Anh. Tâm thế nào dành cho một người học kinh tế? Những người quan tâm đến sự tỉ mỉ, chi tiết, tò mò về các câu hỏi như tại sao cái máy này chạy được, cái bánh xe này hợp với cái gì, có lẽ phù hợp hơn với kỹ thuật. Những người học kinh tế sẽ thích những câu hỏi liên quan đến con người, đến xã hội. Tại sao người này giàu, người kia nghèo? Tại sao chỗ này phát triển, chỗ kia không phát triển? Hay đơn giản là nghi ngờ rằng mặt hàng này liệu có thể bán được giá tốt hơn cho nhiều người hơn? Về khối lượng và độ khó của các môn học, kiến thức kinh tế trong nhà trường không quá nhiều nên để hoàn thành bài vở không khó. Cái khó của người học kinh tế là biết cách đặt ra những câu hỏi và quan sát, trải nghiệm cuộc sống để nhận ra, thấu hiểu và tìm được câu trả lời phù hợp với bối cảnh. Như đã nói ở trên, bản chất việc học kinh tế là học về các mối quan hệ. Trong xã hội loài người, các mối quan hệ thay đổi rất nhiều, rất nhanh. Vì vậy, ngoài việc học trên trường, các sinh viên cần liên tục trau dồi, học hỏi từ thực tế và đọc thêm sách. Đặc biệt, thời đại toàn cầu hóa với sự phát triển của công nghệ và ra đời các mạng xã hội, chúng làm thay đổi hoàn toàn bản chất các mối quan hệ. Việc cập nhật và bổ sung kiến thức, cập nhật từ nguồn kiến thức thực tế bên ngoài nhà trường ngày càng trở nên quan trọng. Một lý do khiến các bạn thường rơi tự do trong trạng thái mơ hồ khi đi vào ngành kinh tế là vì quãng thời gian học phổ thông, các bạn chỉ quan tâm đến việc học, không quan sát xã hội. Tuy nhiên, cảm giác mơ hồ đó không phải là vấn đề của riêng bạn, nên bạn đừng quá hoang mang. Ngành kinh tế liên quan đến tất cả các hoạt động của con người, từ sinh sống, làm việc, tri thức, giải trí, v.v. Vì thế, nếu chưa tìm được một lĩnh vực nào mình thực sự muốn gắn bó, bạn hoàn toàn có thể học kinh tế trong thời gian chờ đợi tìm ra đam mê của mình, vì ngành này đem lại cho bạn khả đổi vô cùng lớn. Người yêu thích âm nhạc nhưng không chắc chắn có thể thực sự thành công trong lĩnh vực âm nhạc có thể học kinh tế, rồi dần dịch chuyển sang lĩnh vực kinh doanh âm nhạc, tương tự với các nghề liên quan đến nghệ thuật hay khoa học khác. Bên cạnh đó, khi học kinh tế, các bạn sẽ gặp phải những môn học có vẻ xa lạ, thậm chí gây sốc, nhất là với sinh viên khối A. Tuy nhiên, mỗi môn đều có lý do của nó và có cả logic phía sau. Các môn học như triết học, kinh tế chính trị, lịch sử thường khó gợi được hứng thú, song nó chứa đựng logic xã hội. Điều cần thiết đối với sinh viên học ngành kinh tế, nó giúp bạn nhìn ra quy luật của cuộc sống, xã hội. Vì thế, các bạn hãy mở lòng mình ra với các môn học, có thể thích hay không thích, nhưng cần nắm được logic của nó. Bên cạnh tư duy logic, bạn cần trang bị tư duy tổng hợp. Nó rất cần thiết khi bạn học các môn xã hội. Một bài toán dù giải bằng nhiều cách khác nhau nhưng cuối cùng vẫn đi đến một kết quả. Nhưng với một đề văn, dù ngắn, bạn nghĩ kết quả sẽ như thế nào? Có người viết tràng giang đại hải 89 trang giấy mà đọc vẫn rối mù hoặc chẳng có ý gì hay ho, nổi trội. Có người chỉ viết vài ba trang nhưng lại nêu lên được vấn đề. Đó là nghệ thuật của việc kết hợp giữa tư duy logic và tư duy tổng hợp. Cách đặt vấn đề sẽ tạo thành ý nghĩa của một bài văn, học kinh tế cũng gần như vậy. Người học kinh tế là người biết tự đặt ra các vấn đề, tự đặt những câu hỏi của riêng mình và những câu hỏi càng hay bao nhiêu, càng kết nối được các vấn đề tốt bấy nhiêu, bạn sẽ càng phát hiện ra nhiều điều thú vị bấy nhiêu. Hồi trước, khi tôi dạy môn thống kê, các bạn sinh viên phải học về đánh giá độ đồng đều của một tổng thể hay các bài toán dự báo. Thông thường, mọi người được cho một chuỗi số liệu để giải,
Nhưng nếu chỉ cung cấp số liệu và sinh viên để tính theo công cụ cho sẵn thì rất đơn giản và nhạt nhẽo. Thế nên, khi ra đề, tôi cho sinh viên tự quyết định công cụ. Có bài toán mô tả về số liệu của một nhà máy có 2 phân xưởng, cuối kỳ cần chọn ra 3 người để trao thưởng. Sinh viên có quyền lựa chọn công cụ và mỗi công cụ lại ra kết quả khác nhau. Có công cụ sẽ cho kết quả 3 người được thưởng đều nằm trong một phân xưởng. Có công cụ lại trao thưởng cho 2 người ở phân xưởng này và 1 người ở phân xưởng kia. Cách này thì tôn vinh sự xuất sắc, cách kia tôn vinh sự đồng đều ở những mức độ khác nhau. Vậy, chọn công cụ nào? Đây là lúc nhà quản lý phải nhận định nhà máy sẽ chọn cách trao thưởng nào. Điều gì cần được tôn vinh trong thời điểm đó, tại bối cảnh đó, đó mới là bài toán thực sự cần giải trong thực tế và mới thể hiện cái giỏi của người quản lý. Có thể thấy, các câu hỏi, bài tập, bài toán, nhiệm vụ của người học và làm kinh tế thường ở dạng mở, không có một khuôn mẫu nào cả. Và bạn được tự do suy nghĩ, đặt vấn đề theo cách của mình. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do đó, nhiều bạn sẽ cảm thấy hoang mang, không biết mình trôi dạt đến đâu. Những lúc như thế bạn cần trau dồi, hỏi thầy, hỏi bạn, đọc, nghiên cứu tài liệu thêm. Và luôn nhớ rằng, người làm kinh tế phải luôn giữ cho mình tinh thần khám phá và năng động, tìm cách tạo ra giá trị gia tăng một cách tích cực nhất. Giá trị của bạn, mức lương của bạn, vị trí của bạn sẽ phụ thuộc vào giá trị gia tăng mà bạn tạo ra. Và tôi muốn nhấn mạnh vào vai trò của ngoại ngữ. Nếu có ngoại ngữ, bạn có thể tiếp cận với nguồn tài liệu, có thể nói là không giới hạn và tính nguyên bản của nhiều kiến thức mà bạn không thể học trong nhà trường, điều cực kỳ hữu ích khi bạn làm đề án, luận án. Các hệ thống kinh tế toàn cầu ngày nay đều mở và liên thông theo các phương cách khác nhau. Sự giao tiếp đa ngôn ngữ hoặc chí ít là tiếng Anh trở nên bắt buộc. Không chỉ dừng ở những công ty đa quốc gia, tiếng Anh là điều kiện tiên quyết, nay các công ty trong nước, việc giao lưu quốc tế ngày càng phổ biến, biết tiếng Anh trở thành yêu cầu tuyển dụng, biết hai ngoại ngữ trở lên sẽ là lợi thế. Đừng cố chen chân vào những trường top đầu. Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ các bạn là việc chọn trường đại học. Thông thường, mọi người mong muốn vào được những trường top cao nhất trong khối ngành mình lựa chọn. Điều này không sai. Tuy nhiên, các bạn cần lượng sức mình và không nên hy sinh các môn học, hoạt động khác để dồn sức vào ôn các môn thi đại học. Bạn có thể gắng sức đạt điểm cao để vào bằng được trường top trên, rồi sau đó lại rơi vào nhóm sinh viên thuộc top dưới của trường. Sẽ rất thiệt thòi khi bạn chỉ là một sinh viên mờ nhạt rồi yên phận ở đó trong ngôi trường có danh tiếng. Lớp trẻ bây giờ được thúc đẩy và hấp dẫn về việc khởi nghiệp, nhưng không phải ai cũng khởi nghiệp thành công. Tuy vậy, tinh thần khởi nghiệp là điều mà bạn nên nuôi dưỡng. Đó là tinh thần chủ động sáng tạo, biết nhìn nhận ra vấn đề, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, từ đó tạo ra giá trị gia tăng. Và rồi, bạn sẽ nhận được một phần giá trị mà bạn tạo ra. Bạn có thể trau dồi và thực hành tinh thần khởi nghiệp thường xuyên trong cuộc sống, mọi nơi, mọi lúc, từ gia đình, trường học hay ở chính nội bộ tổ chức bạn đang làm việc. Đó sẽ là tiền đề tốt cho việc khởi nghiệp sau này của bạn, cũng là lúc bạn đã chuyển từ học sang làm kinh tế. Chúc các bạn vững tâm để học và làm kinh tế. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!